Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thủ phạm chính chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ra công văn 2285 thiêu hủy bệnh nhân nhiễm vú hán của Tàu Cộng. Để phủ nhận trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 28 tháng 3, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng đã ký công văn gửi Tài nguyên Bộ Tài nguyên và Môi trường thành phố liên quan đến công văn số 2285 ngày 26 tháng 3 của sở này về phương án hoạt động hỏa táng để ứng phó với tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán. Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố không có chủ trương, không chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các nội dung theo văn bản số 2285 nêu trên. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 2285 đã gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh virus Vũ Hán của thành phố và tạo ra tâm lý hoang mang trong một bộ phận lớn người dân. Công văn nêu rõ, chúng ta cần hiểu rõ trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam những vấn đề nhạy cảm thì phải do cơ quan đảng ủy cao nhất tại địa phương quyết định rồi sau đó mới cho triển khai. Đặc biệt những thông tin liên quan đến dịch cúm virus Vũ Hán là cực kỳ nhạy cảm tại Việt Nam. Ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng không có quyền công bố những trường hợp bị lây nhiễm virus Vũ Hán, chỉ có Bộ Y tế mới có thẩm quyền này. Các địa phương phải gửi thông tin về Bộ Y tế, sau đó Bộ Y tế mới có quyền công bố cho báo chí. Trường hợp công văn 2285 liên quan đến trực tiếp đến mạng sống của người bệnh nặng do nhiễm virus Vũ Hán sẽ bị hỏa táng nếu khó có thể chữa khỏi. Như vậy, công văn này là ra quyết định thiêu sống nếu như bệnh nhân đó không thể chữa khỏi nhưng vẫn đang còn sống. Trong khi Hiến pháp của Việt Nam 2013 bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân không có quy định nào cho phép giết các bệnh nhân nặng. Đương nhiên, một Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không bao giờ dám nghĩ chứ chưa bao giờ dám tự ý ra công văn yêu cầu hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm virus Vũ Hán mà chưa chết. Như vậy, trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2285 thì Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhóm họp và ra quyết định, sau đó giao cho Ủy ban thành phố và Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện. Vậy bà Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ chỉ là nạn nhân của trong phi vụ chính trị trong vụ này mà thôi. Những thủ phạm đích thực là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Thiện Nhân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng trước phản ứng mạnh mẽ của người dân trên mạng xã hội, những kẻ ăn ốc đã tìm cách đổ vỏ. Ở đây cho thấy bản chất xấu xa của chế độ Cộng sản Việt Nam và quan chức Cộng sản. Cấp trên đã sẵn sàng đổ lỗi cho cấp dưới để trốn tránh trách nhiệm của mình. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố còn bày trò khi phê bình nghiêm khắc Sở Tài nguyên Môi trường và yêu cầu sở này kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan, báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong. Chắc chắn rằng trong một vài ngày tới đây sẽ có kẻ làm dê tế thần trong vụ này. Mặc dù tại buổi họp báo chiều ngày 28 tháng 3, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố khẳng định khi nhận được phản ánh với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi đã cho rà soát và thấy rằng trong nội dung văn bản số 2285 có nội dung không phù hợp. Chính vì vậy mà Sở thu hồi ngay văn bản này. Nhưng một lần nữa, chúng tôi đã khẳng định rằng Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và tập thể Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới là những kẻ thủ phạm đích thực ra công văn 2285 để giết người này. Trung Cộng và âm mưu kiểm soát toàn diện thế giới. Trong khi thế giới đang loay hoay tìm cách ngăn ngừa đại dịch virus Vũ Hán gây ra thì Trung Cộng lại giở trò lợi dụng nước đục thả câu để đưa đề nghị Liên Hợp Quốc thay đổi cấu trúc Internet toàn cầu. Đề nghị này do Hoa Vi của Trung Cộng khởi xướng. Với kỹ thuật có tên là New IP và các nước có thể kiểm soát toàn diện người dân, đây có lẽ là âm mưu toàn cầu hóa việc theo dõi bất cứ ai ở đâu và lúc nào của Trung Cộng. Khi đại dịch bùng phát của Vũ Hán và Bắc Kinh đã dùng mạng network WeChat do chính Trung Cộng lập ra để kiểm soát người dân ở những nơi bị phong tỏa, cấm đi lại. Trên ứng dụng Apps, WeChat có một vài công hiệu và người sử dụng không thể xóa và tắt được. Với chức năng này, ứng dụng được cài có thể
mọi thông tin của người sử dụng để báo về máy chủ nằm ở trung tâm kiểm soát quốc gia. Nhờ vậy, ngồi trước màn hình máy tính, một tên công an có thể theo dõi bất cứ ai hắn muốn, từ người đi đường, từ một người đi từng bước đi và chỗ đang có mặt, tình trạng sức khỏe ra sao và hạnh kiểm như thế nào, đã phạm tội gì hay chưa và đang có ý định gì. Từ đó hắn có thể phát đi tín hiệu qua ba màu sắc đỏ, xanh, vàng để người dùng sử dụng biết mà làm theo lệnh của hắn từ xa. Nếu như không, hắn sẽ phạt tù hoặc là phạt tiền rất nặng. Với cách theo dõi người dân như vậy của Trung Cộng đã thử nghiệm tại khắp tỉnh Hồ Bắc thành công. Thông qua WeChat, mọi sinh hoạt của người dân như ra khỏi nhà lúc mấy giờ và đi chợ lần nào trong tuần, đang bị sốt mấy độ và có bị nhiễm virus Vũ Hán hay không. Trước thông tin về kỹ thuật kiểm soát dân toàn diện của Trung Cộng, nhà cầm quyền Đức đã nhiều lần phản đối khi các doanh nghiệp của Đức làm việc tại Trung Quốc trong thời gian các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đang diễn ra thông báo về. Họ đã than phiền là đã gặp khó khăn trong việc đi lại, nộp đơn và làm việc khi Trung Cộng thông qua sự kiểm soát này để đánh giá xem họ có đủ tiêu chuẩn thuê nhà, nới rộng kinh doanh hoặc về duyệt điều gì đó. Vì vậy mà Đức đã nhiều lần chỉ trích Trung Cộng đã vi phạm quyền tự do riêng tư, nhưng Trung Cộng vẫn ngang nhiên tiếp tục thực hiện và đến năm 2025, chúng có thể lắp đặt khắp cả nước các phương tiện kiểm soát dân từ camera định dạng, định vị trí và những giá tình hình và đánh giá tình hình sức khỏe, phản ứng và dự tính của mỗi người dân. Và nay Trung Cộng lại tiến xa thêm một bước nữa qua việc lên tiếng đề nghị UNO đưa kỹ thuật Internet mới vào hoạt động. Liệu UNO và Tây Phương có gật đầu đồng ý hay không? Nếu có thì đây là một đại họa cho nhân loại, vì người dân mỗi nước sẽ như những con robot chỉ hành động theo sự điều khiển toàn diện của chính phủ và đời sống riêng của họ sẽ bị soi rọi đến tận giường ngủ. Bên cạnh đó, khi dịch xuất phát từ Vũ Hán, châu Âu đã mạnh tay viện trợ nhân đạo cho Trung Cộng hơn 500 triệu đô la. Nay khi vừa mới tuyên bố kiểm soát được dịch bệnh, Bắc Kinh đã lựa chọn viện trợ trở lại có tính toán. Thế giới đã chứng kiến Trung Cộng nhân cơ hội vừa viện trợ vừa bán thiết bị y tế cho Ý. Các lô hàng test kits đã xét nghiệm nhanh bán cho Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha đều bị phản ứng vì chất lượng kém, cho ra kết quả không chính xác. Khẩu trang bán cho Hà Lan thì kém chất lượng, không bảo đảm an toàn. Đại dịch lần này, thành công lớn nhất của Trung Cộng là đổ hết tội lỗi lên đầu Tổ chức Y tế Thế giới. Người ta quên mất rằng nguồn gieo rắc đại dịch chính là Trung Cộng, với việc chậm chạp và bưng bít thông tin. Và khi đại dịch đi qua, liệu cả thế giới có bị Trung Cộng kiểm soát hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn ở Việt Nam, chuyện mua xăng dầu hiện nay trong mùa dịch. Mua xăng 12.600 đồng trên 1 lít, phải chịu 8.600 đồng thuế phí và lợi nhuận. Chế độ Cộng sản rất thông minh và giỏi giang trong cách tìm ra các giải pháp để có thể bóc lột người dân một cách tối đa. Họ luôn đánh nhiều loại thu phí với mức rất cao và các mặt hàng thiết yếu, nhu cầu không thể thiếu được hàng ngày để móc tiền túi của người dân. Xăng dầu là những mặt hàng được chế độ Cộng sản ưu tiên đánh nhiều loại thuế ở mức cao nhất. Bình thường ở những nước phát triển thì người ta sẽ giảm giá xăng dầu một cách tối đa nhất để cho người dân tiếp cận được giá rẻ và để kích cầu cho hoạt động kinh tế của đất nước đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì họ lại làm ngược lại, tức là họ đánh thuế xăng dầu rất là cao, trong khi đó giá rượu và giá thuốc lá ở Việt Nam thì cực kỳ rẻ, có lẽ là rẻ nhất thế giới. Đó là những mặt hàng gây hại cho sức khỏe và không làm lợi gì cho xã hội thì lại để cho một giá bèo và rẻ nhất trên thế giới. Còn xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu cho phát triển kinh tế xã hội thì chúng lại đánh thuế rất cao. Điều này nói lên điều gì? Tổng các loại thuế phí và khoản ngoài thuế phí bao gồm cả lợi nhuận trên mỗi lít xăng RON 95-3 là khoảng 8.600 đồng trên một lít, trên giá bán là 12.560 đồng trên một lít, chiếm khoảng 68% giá bán lẻ. Xăng chịu bao nhiêu thuế và các khoản ngoài thuế? Hiện nay một lít xăng chịu rất nhiều loại thuế, cụ thể như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng.
Ngoài ra còn có một số khoản không phải là thuế nhưng cũng được đưa vào làm cơ sở để tính giá xăng, dầu như chi phí định mức, lợi nhuận định mức, quỹ bình ổn giá, và trong đó có mức trích quỹ bình ổn giá là linh hoạt hơn. Cụ thể như cơ cấu giá xăng được cộng 8 khoản gồm có giá CIF tính thuế và giá xăng nhập cộng với chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu 10% và thuế giá trị gia tăng 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% với xăng RON 95 và 8% với xăng E5, thuế bảo vệ môi trường là 3.800 đồng với E5, 4.000 đồng với RON 95. Ngoài ra còn có chi phí định mức kinh doanh 1.050 đồng trên 1 lít xăng RON 95 và 1.250 đồng trên 1 lít xăng E5. Lợi nhuận định mức 300 đồng và trích quỹ bình ổn 300 đồng, nhưng biến động theo thực tế mỗi kỳ điều hành. Đối chiếu với giá xăng E5 ngày 29 tháng 3, mỗi lít xăng chịu các loại thuế phí như sau. Giá xăng E5 ngày 29 tháng 3 là 11.950 đồng một lít theo giá niêm yết của Petrolimex. Trong số này bao gồm có 400 đồng thuế nhập khẩu, hơn 500 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, 3.800 đồng thuế bảo vệ môi trường và hơn 1.000 đồng thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra còn có 1.550 đồng chi phí định mức và lợi nhuận định mức, 300 đồng trích quỹ bình ổn giá. Như vậy tổng các loại thuế phí và các khoản ngoài thuế phí trên mỗi lít xăng E5 bao gồm lợi nhuận của doanh nghiệp là khoảng 7.550 đồng trên 1 lít trên tổng số giá bán là 11.950 đồng trên 1 lít, chiếm khoảng 63% giá bán lẻ xăng E5. Nếu chỉ tính 4 loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng thì tổng số thuế trên mỗi lít xăng E5 là 5.700 đồng trên 1 lít, chiếm khoảng 47% giá bán lẻ xăng E5. Xăng RON 95 cũng chịu các loại thuế và các khoản ngoài thuế như liệt kê ở trên. Tuy nhiên, thuế bảo vệ môi trường với xăng RON 95 là 4.000 đồng trên 1 lít. Mức trích quỹ bình ổn giá xăng RON 95 ngày 29 tháng 3 cũng cao hơn E5, trích quỹ 1.150 đồng trên 1 lít. Điều này mục đích để bán giá E5 thấp hơn so với giá RON 95, thu hút người dân tiêu dùng hơn. Tổng các loại thuế phí và khoản ngoài thuế phí trên mỗi lít xăng RON 95 3 bao gồm cả lợi nhuận của doanh nghiệp là khoảng 8.600 đồng trên 1 lít, trên giá bán là 12.560 đồng trên 1 lít, chiếm khoảng 68% giá bán lẻ xăng RON 95 3. Nếu chỉ tính các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng thì tổng thuế trên mỗi lít xăng là khoảng 6.200 đồng trên 1 lít, chiếm khoảng 49% giá bán lẻ của xăng RON 95. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc điện đàm ngày 27 tháng 3 rằng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ có hành động thực chất để cải thiện quan hệ song phương, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Ông Tập cũng nói với Trung rằng hợp tác giữa hai nước là lựa chọn chính xác và duy nhất, và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Hoa Kỳ trong đối phó dịch virus Vũ Hán, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố. Trong cuộc điện đàm, ông Tập đã nhắc lại với ông Trung rằng Trung Quốc đã công khai và minh bạch bệnh dịch bệnh, cũng theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố. Ông Trung nói trên Twitter rằng ông đã thảo luận rất chi tiết với ông Tập Cận Bình về dịch bệnh virus Vũ Hán. Trung Quốc đã trải qua vấn đề này và nhiều hiểu biết về loại virus này. Ông Trung viết, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với nhau, rất trân trọng. Ông viết thêm. Theo đài CRI của Trung Quốc, ông Tập mong Mỹ áp dụng biện pháp thiết thực và hiệu quả để bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của công dân Trung Quốc, trong đó có lưu học sinh của Trung Quốc tại Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hiện nay quan hệ Mỹ-Trung đang ở vào thời điểm quan trọng, mong Mỹ áp dụng hành động thực chất trong việc cải thiện quan hệ Trung-Mỹ. Hai bên cùng nỗ lực tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chống dịch, v.v. Phát triển quan hệ không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng. Đài CRI trích lời ông Tập Cận Bình nói trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Báo RFI của Pháp cùng lúc ấy cho rằng dịch viêm phổi Vũ Hán đang là một yếu tố mới bổ sung thêm vào xung đột Mỹ-Trung đã sẵn sàng, đã có từ trước. Vừa mới đổ lỗi cho Mỹ mang viêm phổi vào Vũ Hán, Bắc Kinh lại kêu gọi Washington đoàn kết để đối phó với dịch bệnh.
Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa với Tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với Hoa Kỳ. Chưa giải quyết xong cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh và Washington lại bước vào một cuộc xung đột mới từ sự bùng phát dịch toàn cầu của đại dịch Vũ Hán. Trung Quốc mặc dù vẫn chưa xử lý xong hậu quả đau thương của Vũ Hán, nay lại tận dụng đại dịch lan rộng khắp thế giới để thể hiện vai trò đầu tàu của mình. Nhưng trong thực tế, Trung Quốc chưa hề kiềm chế được dịch. Và hiện tại thì con số người chết ở Trung Quốc có thể là con số rất nhiều triệu người, chứ không thể là 3.300 người như Trung Quốc loan tải. Mà bây giờ Mỹ đã là con số loan tải đi hơn 100 người, hơn 100.000 người nhiễm bệnh. Như thế thì Mỹ đã có số người nhiễm bệnh lớn nhất trên thế giới, kể cả tâm dịch của Trung Quốc. Như vậy thì trong thực tế, chúng ta cũng hiểu được rằng Trung Quốc đã giấu dịch như thế nào, số lượng người chết là bao nhiêu và số lượng người nhiễm bệnh bao nhiêu. Chúng ta không thể tin tưởng vào chế độ cộng sản được. Chúng ta hãy tưởng tượng một chế độ cộng sản Việt Nam ngay bên cạnh biên giới với Trung Quốc mà đến nay chỉ có 94 người bị nhiễm bệnh virus Vũ Hán. Trong khi đó, Thái Lan không hề có đường biên giới với Trung Quốc mà người ta quản lý dịch bệnh rất là tốt, tốt hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Họ đã không cho người Trung Quốc đến Thái trong một thời gian cũng khá lâu rồi. Nhưng hiện nay, đến ngày hôm nay, Thái Lan đã có 1.523 người nhiễm dương tính với virus Vũ Hán và đã có 9 người chết đầu tiên. Trong khi đó, thì ở Việt Nam, một biên giới sát với Trung Quốc, người Trung Quốc ồ ào chạy sang Việt Nam từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay, không hề có một biện pháp nào để chặn dịch và chặn đường biên với Trung Quốc, đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Nhưng hiện nay số người nhiễm chỉ có 94 người. Quý vị và các bạn có cảm thấy đó là một sự láo khoét, một trò lừa mị đối với dân chúng hay không? Lại quay lại với chuyện vấn đề của Mỹ và Trung Quốc. Trước tiên là cuộc chiến về leadership, vai trò đi đầu lãnh đạo. Trong khi Trung Quốc không ngừng thể hiện là cường quốc đầu tàu của thế giới, thì Hoa Kỳ lại thu mình với chiến lược nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Bắc Kinh thì bị lên án mạnh mẽ là làm mất nhiều tuần lễ quý giá để chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Việc dịch bùng phát ở phương Tây như món quà trời cho của Bắc Kinh từng bước ngẩng cao đầu với tư cách cứu nhân độ thế khi gửi trang thiết bị y tế và chuyên gia đến giúp nhiều nước khắp năm châu để chống dịch, đặc biệt là Ý, và không bỏ lỡ bất kỳ thời cơ nào để quảng bá rầm rộ. Chính sách ngoại giao khẩu trang là kiểu quyền lực mềm được Trung Quốc triệt để khai thác và khiến cho công luận quên đi sai lầm ban đầu của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tìm cách xuất khẩu mô hình xử lý khủng hoảng dịch tễ từng được Nhân dân Nhật Báo ca ngợi hôm 10 tháng 3 là phản ánh những lợi ích đáng kể của hệ thống xã hội theo chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Hoa. Trong khi những biện pháp từ đó từng bị phương Tây dè chừng do ảnh hưởng đến một số quyền lợi do của người dân. Vì vậy, cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán cũng là cuộc chiến về hình ảnh giữa hai hệ thống. Một bên là mô hình dân chủ phương Tây, tự do ngôn luận, và một bên là xã hội chủ nghĩa, bịt bợm và che giấu tất cả những gì. Không có một điều gì là sự thật được đưa lên trên các thông tin đại chúng của chế độ toàn trị như ở Trung Cộng cũng như ở Việt Cộng. Khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở châu Âu, không những Hoa Kỳ tỏ ra thiếu tương trợ mà còn là một trong những nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Liên minh châu Âu. Bảo vệ hình ảnh cá nhân là một mặt trận thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc. Ông Tập Cận Bình bị chỉ trích trong giai đoạn đầu xử lý dịch nhưng đang lấy lại vị thế của người cầm lái. Còn Tổng thống Donald Trump, sau khi ban đầu không thừa nhận mức độ nguy hiểm của dịch viêm phổi Vũ Hán, đã quay sang chỉ trích Bắc Kinh thiếu minh bạch và đổ lỗi cho cúm Vũ Hán, cúm nước ngoài. Từ cuộc khẩu chiến và nguồn gốc của viêm phổi, hai bên đã dùng tới hành động mạnh tay gây sóng gió cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước. Giới bình luận mới đây nhận định Hoa Kỳ vừa tung đòn liên tục nhắm thẳng vào Trung Quốc. Chỉ một tuần sau khi Trung Quốc thông báo trục xuất các nhà báo từ 3 tờ báo lớn của Mỹ, ngày 26 tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật sáng kiến bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế Đài Loan, Taipei, chữ viết tắt của Taipei là tên thành phố Đài Bắc của Đài Loan. Theo đạo luật, Mỹ sẽ xem xét cắt giảm cam kết kinh tế, an ninh và ngoại giao với những quốc gia nào đó có các hành động đáng kể làm suy thoái Đài Loan, suy yếu Đài Loan. Và đạo luật này
cũng yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan đối phó với các cuộc đe dọa hiện có và có thể sẽ xảy ra trong tương lai, đồng thời khuyến khích các chuyến thăm của các quan chức cấp cao của Mỹ. Việc Tổng thống Donald Trump ký dự luật ủng hộ Đài Loan tăng cường quan hệ trên trường quốc tế như vậy rõ ràng sẽ khiến cho Bắc Kinh nổi giận, vì Bắc Kinh xem Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Cộng. Bắc Kinh chỉ trích các hoạt động động thái như vậy là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trước đó một ngày, một tàu chiến của Mỹ còn đi qua eo biển Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng đạo luật này đi ngược lại với đạo luật và luật pháp quốc tế và can thiệp trắng trợn vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, đồng thời cản trở quốc gia có chủ quyền phát triển quan hệ chính thức với Trung Quốc. Hãng tin Reuters ngày 27 tháng 3 dẫn các nguồn thạo tin cho hay giới quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhất trí áp dụng các biện pháp mới để hạn chế nguồn cung chip trên toàn cầu cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Theo đó, các công ty nước ngoài nào đó đã sử dụng các thiết bị sản xuất chip của Mỹ sẽ phải xin giấy phép của Mỹ trước khi cung cấp chip cho Huawei. Hầu hết các nhà sản xuất chip hiện nay đều dựa vào các thiết bị và các công ty Mỹ như tập đoàn KLA, Lam Research và Applied Materials. Một trong những nguồn tin cho biết sự thay đổi này nhằm cản trở công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC bán chip cho Huawei. TSMC là một nhà sản xuất chip lớn cho đơn vị HiSilicon của Huawei. Hiện không rõ Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức thông qua quy định trên hay không. Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn thời viêm phổi Vũ Hán qua video với báo South China Morning Post, nhà sáng lập của tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi đã nói một câu đáng suy ngẫm: Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt lên chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải hoàn thiện các công nghệ mới trước khi điều đó diễn ra. Đánh giá của ông Nhậm cho thấy dường như nhà sáng lập Huawei đã sớm tiên lượng được nước Mỹ rồi sẽ tiếp tục tung ra các cú đấm nhắm vào tập đoàn này kể từ sau vụ Mỹ liệt Huawei vào danh sách đen thương mại năm ngoái. Cơn đại dịch cúm Vũ Hán đến ngày 28 tháng 3 đã khiến cho 630.000 người nhiễm bệnh và 29.000 người trên toàn cầu tử vong. Con số này tăng cao và tiếp tục tăng cao mỗi ngày. Có thể nói ông Tổng thống Trump đang phải trả giá cho những quyết định có phần chậm trễ của mình và chủ quan của mình. Hoa Kỳ hiện có nhiều ca nhiễm nhất trên thế giới. Tính đến ngày 28 tháng 3, trên cả nước Mỹ có 112.000 người đã nhiễm bệnh và hơn 1.800 người tử vong. Là ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump chắc chắn không muốn thành tựu kinh tế trong suốt 4 năm cầm quyền của ông sẽ bị Vũ Hán thổi và phá hỏng. Liệu viêm phổi Vũ Hán có đẩy Mỹ Trung vào một cuộc chiến tranh lạnh mới? Nếu xảy ra, theo giới chuyên gia, quy mô cuộc chiến sẽ lớn hơn rất nhiều so với cuộc chiến Mỹ-Liên Xô trong thế kỷ 20, vì vào thời điểm đó, hai bên gần như là cắt đứt các quan hệ ngoại giao. Trường hợp của Mỹ và Trung Quốc hiện nay thì ngược lại, cả hai nước phụ thuộc chặt chẽ vào nhau nhưng lại cạnh tranh nhau trong lĩnh vực quân sự, công nghệ và chính trị. Ông Bartholomew Coleman, giảng viên Đại học Công giáo Little, nhận định là cả Mỹ và Trung Quốc sẽ tận dụng một cách có hệ thống mọi cuộc khủng hoảng để giành lợi thế nước trước đối thủ. Nước nào sẽ thắng trong cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine phòng dịch, nước nào sẽ thoát khỏi khủng hoảng tài chính trước tiên. Nhà báo Hike Smith của RFI cho rằng viêm phổi Vũ Hán lại trở thành một ổ căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Người nghèo, đóng thuế và cơ chế. Mỗi khi đề cập đến vấn đề người nghèo thì sẽ gặp ít nhiều ý kiến cho rằng ngân sách không đủ chi hoặc họ không đóng thuế nên không thể đòi hỏi quá nhiều sự trợ giúp. Về lý thuyết thì điều đó không có gì sai, nhưng khi áp dụng ở ngoài đời thì gần như là bị bất khả thi, nhất là ở một nước chưa phát triển như Việt Nam. Đa số người dân trong nước làm lao động phổ thông và được trả lương bằng tiền mặt. Vì là một nước công nghiệp cho nên họ tự kinh doanh để sống qua ngày bằng nhiều cách khác nhau. Người ở quê thì làm ruộng và trông chờ vào vài vụ mỗi năm, cho nên thu nhập rất bấp bênh và không đủ sống. Còn ở thành thị thì bạn có thể thấy họ buôn bán trên vỉa hè để mưu sinh qua ngày, vì không có cơ chế an sinh xã hội nào cho nên họ phải tự lực cánh sinh.
Nếu chỉ nhìn ở bề ngoài thì thế nào cũng sẽ nói rằng họ không đóng thuế hoặc không tham gia góp phần vào cơ chế bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều đó không sai, nhưng nếu chỉ dừng lại ở suy nghĩ đó thì sẽ là một sai lầm chết người. Ở đại đa số các quốc gia tiên tiến, tầng lớp nghèo và bần cùng luôn được ưu tiên. Họ không phải đóng thuế thu nhập trực tiếp và nhận được nhiều ưu đãi về trợ cấp và y tế. Tuy khoản tài chính không nhiều nhưng đủ sống để không ai phải làm chuyện dại dột và tạo cơ hội để vươn lên. Ở các nước như Anglo ở châu Âu, bất cứ người nào nếu rơi vào cảnh lâm nguy cũng không phải quá lo sợ vì được bảo vệ bởi hệ thống y tế toàn dân. Cũng không ai nghĩ đến chuyện bắt con cái nghỉ học vì học phí tương đối quá thấp. Nếu không có khả năng nuôi thì có thể để đến các cơ quan hỗ trợ trẻ em để nhờ nuôi dưỡng hộ. Đây không chỉ là sự giúp đỡ mà còn là cơ hội để xây dựng lại cuộc đời. Đồng ý là nhiều nơi có cơ chế quá tốt dẫn đến sự lạm dụng hoặc lợi dụng, nhưng không thể nào không có và lấy hành vi của thiểu số để lấy đi lợi ích của đa số, chưa hề là điều tốt. Trong khoảng thời gian đó họ không cần phải đóng thuế, mục đích là không tạo ra áp lực. Cơ quan và những người đóng thuế khác không hề muốn bất cứ ai phải ở mãi trong trạng thái đó, mà phải chỉ muốn hỗ trợ ở mức tối thiểu, rồi họ sẽ tự vực dậy, tự đứng lên, tự tìm việc làm, tự xây dựng lại cuộc đời và trả lại số tiền mình đã gián tiếp vay mượn xã hội trong thời điểm cơ cực nhất. Người nghèo không phải đóng thuế nhưng không có nghĩa là họ không góp phần, không góp một xu nào vào cho ngân sách. Họ vẫn góp bằng khi mua hàng hay dùng các dịch vụ, tuy nó không nhiều nhưng vẫn là đóng góp. Trong lúc hoạn nạn thì mục đích hàng đầu không phải là góp bao nhiêu mà là nỗ lực để khôi phục lại cuộc sống càng nhanh càng tốt. Vì sống ở mức tối thiểu và cơ bản chưa bao giờ đủ để đáp ứng tham vọng con người. Chẳng ai muốn sống nghèo khổ mãi cả. Quay trở lại với đất nước của tôi đang sống, nơi đại đa số người dân có tiêu chuẩn sống trung bình hoặc thấp, nơi hệ thống hành chính đầy quan liêu và thủ tục rườm rà thì khó mà yêu cầu người nghèo đóng thuế hay tham gia vào cơ chế an sinh. Họ đã quá cơ cực rồi, từ sáng đến tối chỉ biết kiếm tiền. Lỗi nằm ở người quản lý chứ không phải là ở họ. Tôi thấy rất làm lạ là khi ai đó luôn than phiền rằng ngân sách đang thiếu, trong khi đó nếu chỉ gõ dự án nghìn tỷ thì sẽ ra hàng trăm kết quả, nào là tượng đài, nào là bù lỗ cho doanh nghiệp nhà nước, nào là bảo trợ sản xuất hay sân bay không cần thiết. Vậy lý do không đủ kinh phí là dân đóng quá ít hay vì chính quyền đã quá lãng phí với đồng tiền thuế của dân đã nộp? Bạn không thể đòi hỏi quá nhiều ở tầng lớp bần cùng của xã hội. Nghèo không phải là cái cớ để làm phi pháp hay điều sai, nhưng bần cùng sinh đạo tặc và cơ cực sinh lưu manh. Khi con người quá khổ thì họ sẽ bất chấp luật pháp, liêm sỉ hay danh dự để tồn tại. Từ buôn lậu, nhập cư phi pháp, bán con gái cho người già và ở người hay trộm cắp, tất cả đều là hậu quả của bộ máy. Họ cần sự giúp đỡ và cơ chế để xây dựng tương lai. Có thể là bạn không nằm trong số người đó, nhưng nếu lỡ sau này gia đình bạn rơi vào vị trí tương tự thì khó mà mạnh miệng nói như trước. Người nghèo ở đất nước này quá khổ rồi. Bán dạo trên đường phố hay vỉa hè họ phải trả tiền bảo kê cho lực lượng an ninh địa phương. Đó là một khoản thuế trá hình, tàng hình mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy. Nếu để dành tiền để lo cho tương lai, họ đang bị lạm phát, cướp đi mồ hôi nước mắt, dần mất đi giá trị theo thời gian. Khi mua thuốc, họ phải trả giá cao hơn bất cứ quốc gia nào trong khu vực. Chưa hết, họ phải gánh chịu vô số nỗi khổ cực chỉ vì sống ở đất nước này. Từ trộm cướp, đất đai bị tịch thu, cơ thể không được khỏe mạnh vì môi trường ô nhiễm hay con cái học tập trong những cái mái trường xuống cấp. Những thứ đó chưa bao giờ là lỗi của họ, mà đến từ sự vô trách nhiệm của người điều hành đất nước. Nếu đòi hỏi người dân đóng góp thêm thì những người cầm quyền nên làm những điều tương tự. Đòi hỏi người nghèo trả thêm thuế vì họ đang trả quá nhiều. Đừng kêu họ phải phấn đấu hơn vì họ đã kiệt sức. Cũng đừng đổ lỗi những vấn nạn ở nơi này lên họ vì họ là những người đang bị cai trị. Muốn người dân thoát khỏi đáy của xã hội thì phải bắt đầu với cơ chế điều hành. Vì những vị quan chức kia mới đang giữ quyền lực để thay đổi, còn người nghèo thì không có cơ hội đó. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối.
Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.